Đây. À, bữa nay giữ đúng cái lời hứa anh dẫn vợ em tới đây thì thật. Thưa anh ơi, anh nhất định về để anh em không làm được đâu anh ơi. Vậy về cái gì mà về, đã tới đây rồi phải làm. Alo, sao chú nói chú đem vợ tới cho anh mà sao lâu quá vậy? Trời, anh chờ nãy giờ sốt ruột quá, thuốc nó thấm, anh già dữ lắm rồi. Tại là nói là anh đang cảm đại xíu nha, sắp tới rồi. Lẹ lên đi, nhanh nha. Thấy à? Thầy, bữa nay giữ đúng cái lời hứa anh dẫn vợ em tới đây với anh. Quá làm xây dầm thôi á. Đây đây đây, tướng này là sinh con trai chắc luôn. Nè, gán chịu tôi đi rồi tôi đưa cho chồng cô đi con nghe. Thôi anh ơi, anh dắt em về đi anh, em không làm được đâu anh ơi. Vậy về cái gì mà về, đã tới đây rồi thì phải làm. 1 tỷ phải là số tiền nhỏ, cả đời mình cũng khi kiếm không được. Ngoan 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 chịu anh đi. Em sợ lắm. Tôi sao sợ nè, tôi làm nhẹ nhàng lắm. Khi mà đứa con sanh ra, tôi sẽ lo cho đứa con. Thấy chưa? Chồng của cô sẽ có được tỷ. Thôi, lại đi. Nhớ phục vụ anh cho tốt nha. Ngoan đó. Thôi em sợ anh ơi. Thôi, tôi làm nhẹ nhàng mà. Làm xong á, tôi sẽ lo cho đứa con của cô. Còn chồng cô á sẽ có 1 tỷ. Ôi sao tôi thôi. Thôi nằm xuống nghe. Hiện nay pháp luật chỉ cho phép việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và cấm việc mang thai hộ vì mục đích thương mại. Đây là hành vi hết sức sai trái, vì đồng tiền mà sa chân vào con đường tội lỗi, bán rẻ đạo đức và nhân phẩm của một con người. Ở đời có vay có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai.